chào mấy anh em nhá. Hôm nay ngày thứ bảy, mình vẫn đi làm. Bây giờ mới làm về thì tắm rửa xong xuôi, ăn bát cơm xong là ra đầu tư kiếm tiền xăng tiếp. Đi một tuần là hết xăng rồi. Chắc là hôm nay là mọi người cuối tuần là mấy anh em là chắc cũng đi quẩy pachinko nhỉ. Không biết hôm nay máy mổ cái nào, đặt chế độ thế nào, cứ vào thử xem nào. Mọi người xem kênh video của mình hãy cho mình xin một like và một cái đăng ký nhé. Mình xin cảm ơn mọi người nhé. Bây giờ mình vào mình quẩy. Đây, cầm đúng một man. Một man này CG44 này. Ôi chết bà 44 người ơi, không biết là sao không. Cầm chai nước sữa đi để chấp phòng, những mày khát nước uống không thì chốc đuối có không chơi được chết. Đeo khẩu trang mà không, bây giờ vào trong đấy nó không khẩu trang nó không đi chơi. Đeo khẩu trang này, cầm tiền, cầm nước này, vào phòng bị này. Mọi người theo mình vào nhá. Anh em vào quẩy thế nào, đánh lấy tiền uống nước thôi. Ây da. Đấy, quán này. Quán này nó không đăng bóng bóng thế nào. 26 mà bỏ mẹ 26. Máy nào? Máy bỏ máy nào? Chó máy 48 phát kia kìa. Ui, mẹ máy ngon thế mà nó ăn không kia ăn mấy khoai luôn. Sáng bên kéo được. Quá rẻ. Sáng này là anh biết không? Em ngồi máy đây nó nổ 8 phát bích, 6 phát 3. Xuyệt một trên 100 mấy ấy. Thế là cái thằng ngồi ở cạnh máy này này. Máy đang ngồi đây này, máy cái thằng bên này ngồi này. Là nó đến nó nổ 10 phát bích, 4 phát 3. Xệt trên 1 trên 8 mấy ấy. Thế nên em tưởng máy 6. Thế nên em bỏ máy kia em chạy theo máy này. Ui, con em biết đau được. Lộn. Mày đang cay. Thằng ấy về rồi à? Về rồi à? Quẩy ấy. Ô. Ấn hộ của bà già đó mà ăn đỏ suốt này. Ai ăn khởi cũng được. cũng lộ ra. Về chơi nữa. Cái đổ xăng rồi. Té. Này bé à. Cái tay mút ta. No, ni mama cái tero cả. Có ăn đây, con tao vào trước này. Con xem vào đây. Chắc được tầm mấy trăm viên. Được 292 mai, chắc tầm khoảng 5 sen gì đấy. Nào, lãi được 4 sen là ngon, nó đi về đổ xăng là được. tao rút tiền. Sen 200 yên. Thôi thế này rồi, ăn lại 4 sen là đi về rồi. Xong rồi. Đầu tư có 1 sen vào thôi mà lãi được 4 sen là ăn nhanh đi về. Đổ xăng là được rồi, không tham thố gì mệt lừa. Anh em ăn non thôi. Đấy, 5 sen 2 đấy. Đây, 5 sen 2, chuẩn xác 5 sen 2. 5 sen 200 yên này. Cầm một man vào, lãi được 4 sen đi về. Đấy. Thế là ngon rồi. Happyo Sarimasu. Sau chơi mất tầm khoảng 30 phút thôi thì mình ngồi cái máy đấy nó lổ như là 4 quả đỏ rồi, nhưng mà 3 quả đỏ trên thì nó ăn toàn trên 200, toàn trên 200 thôi nó mới lổ đỏ. Em mình vào nó đang đánh dở đến tầm khoảng hơn tầm 90 nhát rồi. Đầu tư 1 C là phát, thế là nó lổ luôn một phát bích. Thế chưa đánh hết 100 nó lổ thêm bích nữa. Thôi thế là mình đủ tiền mình đổ xăng rồi, lãi được 4 C rồi. Đánh cố tới hơn 100 thế nó không thấy nó lổ. Các bạn cũng muốn đánh tiếp nhưng mà cái máy nó lổ 6 quả bích liền nhau ấy, 6 bích nhiều mà nó không ra quả 3 nào, là cái khả năng là tí nữa nó phải lên tầm được khoảng 400, được 300 đến 400 là nó mới ra một con 3 ấy. Ba con bé là mình chết ngay, là mình hết tiền ngay, thu hết tiền ngay, là nó hút hết tiền lại của mình nhé. Thế thôi mình chỉ ăn non 4C thôi, mình đầu tư 1C mà lãi được 4C là ra tiền đổ xăng đủ xăng ô tô rồi. Đây là tuần đó. Thế là ngon rồi, không có đòi hỏi nhiều. Anh em bố trí ăn non như mình ấy. 4 sen 2 mà chẳng vũ lượng uống tắt đít à, chẳng cái tội gì, tội ngu thế thôi. Cứ có tiền ăn non được thôi. Chúc anh em một ngày vui vẻ nhá, một tuần vui vẻ nhá. Mọi người hãy đăng ký kênh và cho xin một like nhá. Cứ thỉnh thoảng đổ tiền đổ xăng với cả ăn mua đồ linh tinh là cũng được. Chúc mọi người vui vẻ nhá. Hãy cho mình xin một like và